few moments later. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Một cộng một là hai, hai nhân hai là bốn, bốn cộng là sáu, sáu nhân hai mười hai. Wow, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Ái Channel. Và như các bạn thấy ở đầu video thì việc sử dụng tai nghe có dây thật sự quá là bất tiện. Mà theo như sự phát triển của công nghệ hiện nay thì cái gì bất tiện khắc sẽ bị khai tử. Có bao giờ các bạn mường tượng đến một tương lai mà những chiếc tai nghe có dây của chúng ta sẽ chịu chung số phận với những chiếc băng cassette cũ kỹ, khi mà chúng nằm ở góc nhà và không để làm gì cả mà chỉ để hoài niệm mà thôi? Mình thì nghĩ là cái tương lai này hoàn toàn có thể. Bởi vì sao? Thứ nhất là các hãng smartphone hàng đầu thế giới hiện nay đang dần loại bỏ đi jack tai nghe 3.5mm rồi. Chúng ta có Apple, có HTC, có Google và thậm chí là Xiaomi đang dần dần thiết kế những chiếc smartphone mà không còn jack tai nghe 3.5mm nữa. Nói đến đây thì chắc là các bạn sẽ nghĩ đến chuyện là sử dụng tai nghe với cổng kết nối USB Type-C thay thế. Tuy nhiên, việc này thật sự cũng không thể là một sự thay thế tuyệt vời được. Bởi vì sao? Cổng kết nối USB Type-C là cổng để sạc. Và khi các bạn sử dụng tai nghe có cổng USB Type-C thì các bạn sẽ không thể sạc được máy. Cộng thêm với việc là cái cổng kết nối USB Type-C này nó không tương thích với nhiều loại máy và nó còn gặp rất rất nhiều hạn chế mà chúng ta vẫn chưa thể lường trước hết được. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Đó chính là sử dụng tai nghe không dây. Khi sử dụng tai nghe không dây thì chúng ta có thể thoải mái hoạt động, thoải mái chơi thể thao, thoải mái đi bộ mà không cần gặp phải vấn đề như là mình phải rút ra cắm vào smartphone hay là chúng ta để smartphone ở vị trí cách khoảng 5 đến 10 mét, chúng ta vẫn có thể nghe được nhạc. Và khi sử dụng tai nghe không dây thì chúng ta hoàn toàn có thể nghe nhạc bằng cách ấn vào tất cả những cái thiết bị ở trong nhà như là máy tính này, rồi là tivi này, chúng ta hoàn toàn có thể nghe được trên những cái thiết bị đấy mà không cần phải cắm dây vào và ở một vị trí gần tầm 1 mét. Và bởi vì những lý do kể trên thì ngày hôm nay ngoài chia sẻ quan điểm ra, mình sẽ còn giới thiệu cho các bạn một chiếc tai nghe không dây nữa mà mình đang hiện rất tâm đắc. Đó chính là chiếc tai nghe Bluetooth Patron PHB400 mà hiện tại đang rất nổi trên thị trường. Nào hãy cùng xem là em nó có những đặc điểm gì nổi bật nhé. Tai nghe Bluetooth Patron Cords PHB400 là sản phẩm thuộc dòng tai nghe Bluetooth thế hệ thứ tư của thương hiệu Patron. Về thiết kế, phần gọng của tai nghe được thiết kế từ chất liệu siêu mềm dẻo, có thể gấp lại một cách dễ dàng và trở lại hình dạng cũ khi cần thiết. Tai nghe có trọng lượng siêu nhẹ là 20g, hoàn toàn không gây bất kỳ cảm giác nặng nề hay khó chịu cho người dùng khi sử dụng. Cá nhân mình thì thấy là dây tai nghe vẫn hơi dài và cảm tưởng là nó còn có thể... Turn down for what? Tai nghe cũng sử dụng chip Bluetooth 4.1 và codec aptX mới nhất của Qualcomm cho âm thanh chất lượng HD, đồng thời sử dụng công nghệ SF driver thế hệ mới giúp tai nghe đạt hiệu suất lớn với âm thanh trong trẻo và có độ chi tiết cao. Dung lượng pin của tai nghe có thể lên đến 8 tiếng cho một lần sạc đầy, thời gian chờ là 430 tiếng và thời gian sạc lại chỉ mất đến 1.5 tiếng. Tai nghe cũng có thể kết nối với cùng lúc nhiều thiết bị và tương thích với hầu hết các thiết bị có Bluetooth hiện nay. Khoảng cách bắt sóng ổn định là 10m và nó cũng có rất là nhiều những cái tính năng khác như là phần mềm Patron Reader với nhiều tiện ích thú vị dành cho người dùng như đọc tin nhắn này, thông báo đến điện thoại này, điều khiển chụp ảnh từ xa hoặc là cài đặt tai nghe. Giá của một chiếc tai nghe Patron PBH400 tại Hoàng Hà Mobile là 1.690.000 đồng. Tuy nhiên, nếu các bạn không lấy phiếu mua hàng thì giá sẽ được giảm xuống còn 1.490.000 đồng. Mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới để cho bạn nào có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn nhé. Còn video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube Hoàng Hà Channel để ủng hộ bọn mình nhiều hơn nhé. Tạm biệt các bạn.